Đây là một chiếc máy đo mà tôi đã làm cách đây 2 ngày. Tôi đã hứa là giải thích sơ đồ của nó, nhưng tôi đã quên. Và bây giờ tôi sẽ đính chính lại và làm một video để giải thích sơ đồ của nó. Chiếc máy đo này đo mọi thứ, đo được tất cả các loại led để chúng ta có thể sửa chữa và làm đồ nghề rất là tuyệt vời. Rồi nha, các bạn thấy nè. Đây là điện 220 đi vào qua cầu diode qua tụ lọc nha. Cầu diode thì nắng DC qua cái tụ lọc. Mình đo hai cái tụ lọc này nè các bạn. Đo hai cái tụ lọc này là cái tụ lọc 315V nha. Nó sẽ đi vào IC. Trong IC này, IC nguồn nó sẽ dao động trong đây và nó làm đóng ngắt cái cuộn dây này nè các bạn. Bên đây là cái cuộn dây này nè. Đó. Bên sơ cấp của cuộn dây này sẽ đóng ngắt liên tục, sẽ tạo từ trường tại khu vực này và biến thiên ra, nó sẽ ra đây điện AC và nó ra hai cọc, một cọc đó là ngay chỗ này để nó nắng qua để nắng qua con diode này nè các bạn nè, qua cọc này để nắng qua con diode này ha, này để nắng qua diode để lấy nguồn dương ha. Rồi nó qua cọc này là nguồn âm, và ở bên đây mình để ý cái hai tụ này nè, hai chân tụ này nè, lấy ra von điện DC đó. Rồi đây là những cái phương pháp mình lấy ra, đó là mình lấy hai cái cọc nè, cọc này với cọc này. Mình chưa có qua cái cầu diode này các bạn. Chưa có qua cái cầu diode này nha, mình lấy hai cọc này ra. Và ra cái mạch này nè. Đây, đây là cái tăng phô nha, đây là cái tăng phô nè. Này để về cho các bạn thấy nè, tăng phô. Lấy hai cái chấu chỗ này nè. Là hai chấu này nè. Chỗ này và chỗ này ha. Chỗ này và chỗ này là lấy hai chỗ này nè. Rồi mình qua cái mạch của mình, đây cái mạch mình nè các bạn, đúng chưa? Rồi mình đã giải thích cho các bạn ha, mình đính chính lại chuyện qua mình quên làm cái này ha các bạn ha. Đây là hai cái que đo nha, que đo, ok chưa các bạn? Đó, cái mạch của chúng ta là gì nè các bạn, từ đây nè các bạn đi ra đây luôn. Cái này là cái biến áp nha, từ IC tới ha, IC tới qua cuộn dây nè, rồi cuộn thứ hai nè, rồi cái này là cục sạc đó nha, cục sạc đó. Rồi qua cái cầu diode này ha các bạn ha, đi vào đây, rồi từ đây nó ra một cái kẹp đó, ra cái kẹp, đây ra cái kẹp để chúng ta kẹp ha. Rồi cái mạch này là cái mạch quay áp đây nha các bạn. Ví dụ như ở đây là 20V thì ra đây phải là 60V, ghê không, xung mà 30V đây là 60V, gấp đôi nha.